Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 24 giờ Store. Trong phân khúc tầm trung giá rẻ thì điện thoại của Xiaomi luôn làm rất tốt và cực kỳ đáng mua trong tầm giá. Và mình đang cầm đây là con Redmi 13C, một chiếc điện thoại cũng khá là mới và chỉ loanh quanh mức giá tầm khoảng 3 triệu thôi. Trong video này chúng ta sẽ coi thử xem là Redmi 13C có gì nâng cấp so với Redmi 12C năm ngoái, cũng như là nó có đáng mua hay không, nó được trang bị những gì. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Điều đầu tiên khi nhìn vào thì mình khẳng định một điều, đây là một con điện thoại đẹp. Với thiết kế rất hợp trend là cụm camera lớn, mặt lưng và cạnh viền đều được làm phẳng. Hơn hết là cạnh viền còn được phủ thêm một lớp sơn nhám cho cảm giác cầm nắm tốt hơn, hạn chế để lại mồ hôi và dấu vân tay trong quá trình mà các bạn sử dụng. Quan trọng là nó còn chống trơn trượt nữa. Chất liệu trong phân khúc giá này hầu như đều là nhựa từ khung viền cho tới mặt lưng nên khá dễ cấn móp khi va chạm. Thế nên là việc máy bám tay hơn thì cũng hạn chế được một phần rủi ro. Nhựa nhưng mà cầm vào cũng khá là chắc chắn, gõ vào phần mặt lưng thì mình thấy không có bị cảm giác ọp ẹp như trên một vài dòng sản phẩm giá rẻ khác. Dù vậy, để an toàn nhất thì mình nghĩ vẫn là nên đeo ốp. Những trang bị cơ bản khác thì chúng ta vẫn sẽ có một jack cắm tay nghe 3.5, rồi cổng sạc Type-C, hỗ trợ 2 SIM và thẻ nhớ 1T. Đáng tiếc là con này không có chuẩn kháng nước kháng bụi nên là khi sử dụng mọi người phải hết sức cẩn thận. Nói chung Redmi 13C năm nay đã được Xiaomi châu chuốt hơn và mình thấy là đẹp hơn rất nhiều so với Redmi 12C năm ngoái. Quay ra mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình 6.74 inch với thiết kế giọt nước không còn gì xa lạ nữa rồi. Tấm nền thì là IPS LCD, cho độ phân giải thì là HD Plus và tần số quét là 90Hz. Đây là một thông số có thể nói là cơ bản phổ thông trong tầm giá này, không thua kém nhưng mà cũng không quá ấn tượng. Điểm cộng là màn hình khá lớn nên là sẽ có được không gian hiển thị và sử dụng thoải mái. Redmi 13C cho chúng ta được chất lượng hiển thị ở mức ổn, rơi đâu đó tầm khoảng 267 ppi. Tần số quét 90Hz là một nâng cấp so với phiên bản cũ. Thêm nữa thì Redmi 13C cũng được trang bị công nghệ tự động điều chỉnh tần số quét màn hình từ 60 tới 90Hz. Tức là màn hình của chúng ta không phải lúc nào cũng sẽ hoạt động ở mức 90Hz mà nó còn phụ thuộc vào tác vụ mà các bạn đang sử dụng. Ví dụ như là lúc mọi người đọc báo thì không cần 90Hz làm gì nên là nó sẽ tự động hạ xuống. Còn khi chơi game thì sẽ lại đẩy lên cho các bạn được những cái trải nghiệm tốt nhất. Điều này giúp Redmi 13C tiết kiệm được rất nhiều pin và cho chúng ta được thời gian on screen tối ưu nhất. Qua tới phần camera thì đây cũng là một nâng cấp khá đáng kể so với phiên bản cũ. Mới nhìn thì có thể các bạn tưởng là hai cam nhưng mà thật ra có tới tận 3 ống kính. Ở trên thì sẽ là camera chính 50MP, ống kính macro và cảm biến đo độ sâu đều là 2MP thì sẽ được gộp chung lại ở dưới này. Chất lượng hình ảnh thì thực sự là mình khá bất ngờ khi nước ảnh cho ra màu sắc trung tính, dịu mắt chứ không bị ám vàng rất nhiều như trên những dòng máy giá rẻ khác. Độ chi tiết cũng rất ổn khi nhìn tổng thể, còn nếu các bạn zoom cần vào những chi tiết nhỏ thì nó vẫn thấy bị bệt, cũng như là mất chi tiết vùng tối, nhưng mà mình thấy thế này là rất ổn rồi. Cho tới cả chụp chân dung thì máy xóa phông khá là ok, chỉ bị lem ở những vùng khó xóa, ví dụ như là phần tóc mà thôi. Nói chung camera mình thấy là một điểm sáng trên Redmi 13C. Về cấu hình thì mình khá hụt hẫng thì Redmi 13C năm nay không có gì thay đổi so với năm ngoái cả. Chỉ khi nào các bạn mua cái bản 5G thì mới có chip mạnh hơn cũng như là hỗ trợ 5G mà thôi. Chúng ta sẽ được trang bị một con chip khá cũ cho những dòng máy giá rẻ như thế này là Helio G85. Máy thì chạy MIUI 14, mình dùng thì thấy đúng là đã ít lỗi hơn cũng như là mượt hơn. Nói chung những tác vụ cơ bản như là lướt Facebook rồi nhắn tin các kiểu thì mọi người vẫn dùng được thoải mái. Và chúng ta phải rõ ràng với nhau một điều rằng đây không phải là một con máy gaming mà Xiaomi hướng tới những người dùng cơ bản, và Helio G85 cũng không phải là một con chip mạnh. Chơi game thì sẽ chơi được những tựa game như là Tốc Chiến, Liên Quân. Mình đã chơi thử vài trận Tốc Chiến để test rồi và mình thấy khá là ok, FPS không bị drop quá nhiều. Cơ bản thì Redmi 13C dùng tốt cho những tác vụ cơ bản thông thường hàng ngày cũng như là các bạn chơi những tựa game không quá nặng. Và mình nghĩ đây cũng là tệp khách hàng mà Xiaomi đang hướng tới. Viên pin thì chúng ta sẽ có một dung lượng pin khá là quen thuộc 5000mAh, tốc độ sạc là 18W. Tổng kết lại với mức giá tầm khoảng 3 triệu thì Redmi 13C cho mình một trải nghiệm có thể nói là cân bằng. Không có gì quá nổi bật nhưng mà mọi thứ đều nằm ở mức vừa đủ, nằm ở mức ổn. Phù hợp với những bạn nào đang tìm một con điện thoại giá rẻ với nhu cầu dùng cơ bản, hoặc là có thể mua chiếc điện thoại này để tặng cho phụ huynh, tặng cho người lớn ở nhà cũng là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Rồi các bạn nghĩ sao về Redmi 13C, hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của 24 giờ Store. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.